tiếu mực thì cũng bây giờ ở ngoài thị trường cũng nhiều lắm ngoài, mà hủ tiếu mực ngoài là hiện tại là không có cái nước sốt khô. Nước khô là từ cà chua ở trong đó có thịt xay với lại tỏi để mà hòa quyện vô trong đó là cái tôm. Trong cái tô tiếu là có 4 món, mực tươi, lại tôm, lại sò điệp, lại sườn non. Nguyên liệu thì hiện tại là đã có đầu mối trên chợ. Mực thì hàng ngày, mực được Phan Thiết đánh bắt về. Ví dụ mà buổi tối mình nhắm là còn ít đó thì trong tối ngày hôm đó đặt hàng là mai sáng sớm là họ giao tới, là nguồn mực nó được đảm bảo tươi ngon hơn. Buổi sáng là 5 giờ có nhân viên sẽ thức dậy chuẩn bị cái phần sườn với lại xương hành chung, chuẩn bị cho phần nước lèo. Bắt đầu khoảng 7 rưỡi là có khách vào, mà lượng khách đông nhất là buổi trưa, tại buổi trưa tập trung là khách văn phòng. Mỗi ngày trung bình là từ 2 đến 300 tô, có khi cuối tuần thứ 5 thứ 6 thì hơn 300